Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin sắp làm thủ tướng Phạm Minh Chính đã có mối làm ăn tỷ đô với ông Tập Cận Bình. Phạm Minh Chính là một nhân vật đặc biệt không phải bởi ông xuất sắc trong việc quản trị quốc gia mà xuất sắc ở khía cạnh khác. Khía cạnh cạnh tranh quyền lực, tận dụng cơ hội và chắt bóp các cơ hội để tiến thân. Từ bí thư Quảng Ninh, ông nhảy thẳng vào ban bí thư. Một lần lấy hai chức lớn, vừa Ủy viên Bộ Chính trị, vừa lấy chức trưởng ban tổ chức Trung ương. Bàn đạp để ông Phạm Minh Chính tiến thân thần tốc như vậy là dự án đặc khu kinh tế Vân Đồn. Mặc dù luật đặc khu đã bị trì hoãn từ năm 2018 vì vấp phải sự phản đối của người dân cả nước, nhưng công tác xây dựng vẫn cứ tiếp tục với những gì mà ông Phạm Minh Chính đã đặt nền tảng trước đó. Và nhờ thế, với tư cách là trưởng ban tổ chức Trung ương, thì năm 2016, ông Phạm Minh Chính có sang Trung Quốc thăm lại các đối tác xưa. Đó là điều cần phải ghi nhớ. Đặc khu kinh tế đã có ý tưởng từ thời ông Võ Văn Kiệt và thêm rằng chủ trương đặc khu Vân Đồn là do nhìn về sự thành công của Thẩm Quyến vào thập niên 90. Tuy nhiên, dự án đặc khu kinh tế Vân Đồn được ông Phạm Minh Chính đã đề xuất đề án vào năm 2013 và chính ông đã kết nối với phía Trung Quốc để bàn công việc xúc tiến. Vào ngày 14 tháng 3 năm 2013, trên trang báo nội bộ của khoa học Trung tâm Nghiên cứu Đặc khu Kinh tế Trung Quốc China Center thuộc Trường Đại học Thẩm Quyến đã đăng tải một bài báo bằng Anh ngữ với tiêu đề Việt Nam học hỏi về đặc khu kinh tế của người Trung Quốc. Nội dung của bài báo cho biết đoàn đại biểu gồm 5 chuyên gia của tổ chức này được mời đến tỉnh Quảng Ninh vào ngày 19 tháng Giêng năm 2013 để trao đổi và truyền đạt kinh nghiệm về chiến lược kiến trúc hình thành phát triển đặc khu kinh tế Vân Đồn. Dẫn đầu đoàn đại biểu này là giáo sư tiến sĩ bà Đào Nhất Đào, chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Đặc khu Kinh tế Trung Quốc, cũng chính là kiến trúc sư trưởng của chiến lược Một Vành Đai, Một Con Đường của Trung Quốc. Và từ đó, mối quan hệ giữa ông Phạm Minh Chính và phía Trung Quốc đã nảy nở theo dự án này. Ngày nay, ông Phạm Minh Chính đã đặt vấn đề về đặc khu kinh tế Vân Đồn thành chuyện đã rồi. Mọi công tác xây dựng cho khu này đến nay về cơ bản đã xong. Đây là hình ảnh đặc khu kinh tế Vân Đồn, dự án được Phạm Minh Chính làm sống dậy sau hàng chục năm ngủ yên. Như vậy, trong 3 đặc khu, thì đặc khu kinh tế Vân Đồn được ông Phạm Minh Chính hoàn thành xuất sắc. Giờ chỉ còn đợi thời điểm thích hợp là áp luật đặc khu cho vùng Vân Đồn là xong, mặc cho người dân cả nước phản đối. Vì sao? Mới vừa có tin ứng cử của ghế thủ tướng thì báo chí nhà nước lập tức đăng tin về dự án hàng chục tỷ đô như vậy. Khu kinh tế Vân Đồn cũng là dự án nhiều tỷ đô, từ dự án kinh tế lớn mới tạo nên quyền lực cho ông Phạm Minh Chính. Đây là điểm mạnh của ông Chính mà ai cũng có thể nhìn thấy. Được biết vào ngày 18 tháng 3, báo Quốc hội đề cử ông Phạm Minh Chính ứng cử chức thủ tướng, thì ngày 19 tháng 3, báo chí nhà nước đã đăng đề xuất đầu tư đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang 20 tỷ đô la. Đây là dự án đường sắt cao tốc đã được đề xuất từ 10 năm trước và bị hoãn. Nay ông Phạm Minh Chính sắp ngồi lên ghế quyền lực thứ hai của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì dự án khởi động trở lại một cách quyết liệt. Trường hợp xây dựng Vân Đồn cũng tương tự, cũng là dự án cũ được ông Phạm Minh Chính làm sống lại. Được biết, làm chủ dự án chính là thủ tướng, hay nói đúng hơn là dự án chục tỷ đô này sẽ được điều hành dưới bộ máy chính phủ do ông Phạm Minh Chính lãnh đạo. Hai tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội Vinh và Thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang, tổng chiều dài là 651 km, được đề xuất ưu tiên đầu tư từ nay đến năm 2030. Tức là nếu ông Phạm Minh Chính ngồi hai nhiệm kỳ thủ tướng thì sẽ điều hành dự án khổng lồ này. Trong báo cáo cuối kỳ dự thảo quy hoạch đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, đường sắt cao tốc Hà Nội - Vinh - Thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang được đưa vào khai thác vào năm 2030. Được biết cũng theo báo cáo của Liên doanh tư vấn về quy hoạch mạng lưới đường sắt cho biết, tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2030 là 665.920 tỷ đồng, trong đó đường sắt cao tốc 561.598 tỷ đồng,
còn đường sắt thường là 104.322 tỷ đồng. Cụ thể, từ nay đến năm 2030 sẽ ưu tiên đầu tư hai tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam là đoạn Hà Nội Vinh và Thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang, tổng chiều dài 651 km. Phương án thấp là sẽ đưa hai tuyến này vào khai thác vào năm 2032 với quy mô vốn là 375.000 tỷ đồng, tương đương 15 tỷ đô la. Phương án cao là đưa vào khai thác vào năm 2030 với quy mô vốn tới 561 tỷ đồng, tương đương 20 tỷ đô la. Đây là hình ảnh dự án 20 tỷ đô la xuất hiện trên báo sau khi ông Phạm Minh Chính ứng cử vào chức Thủ tướng. Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, mục tiêu phát triển đến năm 2030 mạng đường sắt quốc gia đáp ứng nhu cầu vận chuyển, tập trung nâng cấp, cải tạo, đảm bảo tàu chạy các tuyến đường sắt hiện có và ưu tiên các tuyến đang khai thác hiệu quả như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và đường sắt khu đầu mối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Và câu hỏi đặt ra là tại sao lại kết nối với Lào Cai? Lào Cai là tỉnh nghèo, xây dựng đường sắt từ Hà Nội đến Lào Cai là rất lãng phí. Tuy nhiên, việc xây đường sắt cao tốc qua Lào Cai không phải là kết nối với Lào Cai mà là kết nối với ga Hà Khẩu Bắc của Trung Quốc. Khi kết nối xong, người Trung Quốc có thể đi một mạch từ Trung Quốc đến tận Cà Mau bằng tàu cao tốc. Đây là vấn đề cần phải xem xét thật kỹ. Được biết đến năm 2050, ngành giao thông sẽ đầu tư tiếp đường sắt cao tốc giai đoạn Vinh - Nha Trang và xây dựng mới các tuyến như Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Dĩ An, Lộc Ninh, Tháp Chàm, Đà Lạt. Đồng thời nghiên cứu các đoạn đường sắt Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Hạ Long, Đắk Nông và Bình Thuận, Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột, Cần Thơ, Cà Mau. Như vậy, từ Hà Khẩu bên Trung Quốc kết nối với Lào Cai thì rõ ràng đang là một phần của dự án một vành đai, một con đường của Trung Quốc đã vạch ra. Tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam nó như một lưỡi gươm có cán tận bên Trung Quốc đâm toạc đất nước này đến tận miền Tây Nam Bộ. Và khi dự án này được đưa lên báo, bài toán dùng dự án kinh tế để tạo mối quan hệ chính trị quen thuộc cũng hiện ra. Rất nhiều các nhà nghiên cứu chính trị và kinh tế trên thế giới đã đưa ra những quan ngại về ảnh hưởng của chiến lược vành đai và con đường của Trung Quốc đối với những quốc gia nó liên quan. Tuy nhiên, dường như ông Phạm Minh Chính vẫn phớt lờ điều này. Và hiện nay, Phạm Minh Chính đã phớt lờ ý kiến của dân trong 10 năm qua. Theo ý kiến của ông Peter Kay, chuyên gia tư vấn tại Viện Lowy Úc, chuyên gia nghiên cứu về chiến lược vành đai và con đường, nhận định rõ ràng rằng ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc sẽ mở rộng ở những quốc gia mà vành đai và con đường liên kết. Tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng cấp tiến có trụ sở ở thủ đô Washington, Mỹ cũng nhận định trong một báo cáo rằng vành đai và con đường của Bắc Kinh là thật ra nhằm phục vụ mục đích mở rộng ảnh hưởng chính trị và sự hiện diện quân sự của Trung Quốc. Đây là hình ảnh với vai trò Thủ tướng ông Phạm Minh Chính sẽ là người triển khai dự án 20 tỷ đô la này. Một báo cáo khác của các nhà nghiên cứu Mỹ về 15 dự án cảng biển do Trung Quốc cấp vốn ở Bangladesh, Sri Lanka, Campuchia, Úc, Oman, Malaysia, Indonesia và những quốc gia khác ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương kết luận rằng các dự án này không được xúc tiến theo hướng có lợi cho đôi bên như Bắc Kinh đã tuyên bố. Thay vào đó, các khoản đầu tư dường như để tạo ra ảnh hưởng chính trị, lén lút mở rộng hiện diện quân sự của Trung Quốc và dựng nên một môi trường chiến lược mới có lợi cho Bắc Kinh trong khu vực. Và tiếp tục, những thông tin đưa ra cho thấy khả năng trúng thầu khó vụt khỏi tay Trung Quốc. Từ bao năm nay, Trung Quốc luôn là đối tượng được chính phủ chọn nhận thầu những công trình gọi thầu quốc tế vốn ngân sách. Thống kê trên báo Việt Nam cho hay, tuy đầu tư trực tiếp không cao nhưng các doanh nghiệp Trung Quốc lại chiếm lĩnh thị trường tổng thầu EPC trong các công trình thượng nguồn. Thông tin trên chuyên trang diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam E500 của báo điện tử Vietnamnet nói, tuy lượng đầu tư trực tiếp FDA của Trung Quốc và Việt Nam trong 20 năm qua chỉ tương đương 1,5% tổng vốn FDI, nhưng tới 90% các công trình điện, khai khoáng, dầu khí, luyện kim, hóa chất, v.v. của Việt Nam đều do Trung Quốc đảm nhiệm với tư cách là tổng thầu EPC. Hợp đồng tổng thầu EPC là hợp đồng trong đó nhà thầu thực hiện toàn bộ các công việc từ thiết kế kỹ thuật tới cung ứng vật tư, thiết bị, thi công công trình và chạy thử bàn giao cho chủ đầu tư. Bản tin trên trang VNE500 nói thực tế chưa có thống kê chính thức, nhưng 90% là tỷ lệ ước tính của các quan chức ngành công thương
Trung Quốc đã nắm được tổng thầu này. Đây là hình ảnh liệu sắp tới ông Tập Cận Bình có đổi bạn ở Việt Nam hay không. Thông tin nói trên tuy không hẳn mới nhưng nó một lần nữa cho thấy đang có quan ngại trước sự hiện diện ồ ạt của các công ty của Trung Quốc trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, khai khoáng, năng lượng thuộc loại tối quan trọng của quốc gia. Với dự án Cát Linh, Hà Đông ê chề như vậy, nhưng phía Việt Nam vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt và chấm cho Trung Quốc trúng rất nhiều gói thầu trên lãnh thổ Việt Nam. Có thể nói dự án 20 tỷ đô lần này cũng khó mà thoát khỏi bàn tay của Trung Quốc, bởi lẽ dự án này là dự án kết nối với đại dự án Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Rất có thể vì dự án này, ông Phạm Minh Chính đã thành thế lực mạnh nhất trên chính trường trong những năm sắp tới và chính sẽ là người thân thiết với ông Tập Cận Bình chứ không phải ông Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai ngày 22 tháng 3 năm 2021 với bản tin sắp làm Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có mối làm ăn tỷ đô với Tập Cận Bình. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.